Ở một nơi xa xôi quyền bí, dùng Tây Tạng, đó là nơi tồn tại của sự thần bí, văn minh thượng cổ. Người đoạt được nó là bảo thành thiên không, tái hiện lại thế giới thượng cổ. 1000 năm trước, tổng trưởng của một bộ lạc vì nhận được năng lượng thượng cổ, ông ta thống lĩnh mọi người đi vào vùng đất cấm. Tuy nhiên, điều gì ở phía trước đang đợi họ? Là thần khổng lồ tượng cổ điên dạng của người chết. Ông ta là người, không phải thần thánh. Ông ta là người, không phải thần thánh. Đây chính là đáp án cửu tử nhất sinh của họ. Người vừa nói những người đó thuộc bộ lạc nào dùng phía Tây? Đó là bộ lạc gọi là Điểu Tộc. Ta biết trưởng tộc của họ là Điểu Cách La Bố. Điểu Cách La Bố bất chấp luật cấm của tổ tiên, hắn ta đã lừa thần thủ hộ của thượng cổ ăn cắp năng lượng dùng cấm. À là A Mẫu, có thể nói chúng thần thượng cổ có chuyện gì không? Nhân minh của chúng thần thượng cổ và họ sau tai nạn mang tiếng diệt vong, diệt vong tận diệt. Những điều này ở bộ lạc chúng ta đều nói qua rồi. Đúng rồi, chúng ta lấy kỷ nguyên trước gọi là thượng cổ. Trải qua ngàn năm, những phía Tây vừa sinh ra nuôi đấng nền văn minh hoàn toàn mới mẻ. Có lẽ bộ lạc và các sinh vật mới sẽ được sinh ra và sản sinh hơn nữa. Như vậy thì chính là chúng ta hiện nay hay sao? Đừng cãi nhau nữa, có để cho người khác nghe không hả? Một vạn năm quá lâu, ta muốn biết cái tình Điểu Cách La Bố đó sau này thế nào. Điểu Cách La Bố tự mình Điểu Thần, hắn ta mê hoặc cả tộc nhiên, tập hợp quân đội lớn mạnh, phá hủy khắp nơi. Người phía Tây đều đứng trước âm thuật thượng cổ của Điểu Thần, hoàn toàn không có cách nào có thể chống lại. Còn những phía Tây khi đó giống như địa ngục, khắp nơi đều là sinh linh vang hồn. Khi Điểu Cách tan đầu thai hạ giới, bắt giữ tất cả Điểu Thần và các con chim lớn nhỏ trên núi Tuyết Đa Ma. Giỏi quá, thật à? Các, vẫn là thần. Không phải tất cả đều chết sao? Chúng ta chẳng phải vẫn đang sống? Chúng ta không được chế nhạo thời đại, không được đùa với văn minh cổ đại. Bởi vì tất cả những nhục nhã đó đều là nỗi nhục nhã đã qua của văn minh trái đất. Và tất cả nhân loại trên tinh cầu này đều đã từng đồng mưu. Nếu như chúng ta không thức tỉnh, chúng ta sẽ không thay đổi. Thời đại như vậy cũng có thể đổ ập lên đầu chúng ta. Chiến công đi nào. À là mẫu, trời bên ngoài tối lắm. Cho mã. Nhìn đây. Cho mã, mùi nhìn kìa. Trong bóng tối chỉ cần một chút ánh sáng,
Đó chính là phương hướng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Tộc Mân Ba cũng có rất nhiều bộ tộc ở phía Tây. Để đều sao không lặp lại bi kịch của tổ tiên, chúng ta phải mang những câu chuyện của chúng thần thánh thượng cổ viết thành bài ca. Từ đó chúng ta đã nói các nghệ nhân của các bộ lạc sẽ hát. Lời ca sẽ vang xa toàn bộ lạc. Chân Mã, người làm gì vậy? À, là A Mẫu, không phải là ông dạy con. Mỗi khi thấy một vùng đều lấy một ít đất xong cho vào trong cái này. Chỉ là cho vào đây để làm gì hả? Chân Mã, cái con mang là đá ngũ sắc. Chúng ta hát nó đi đến khắp các bộ lạc, tập hợp các linh khí tự nhiên của trời đất. Đây là ước nguyện, cũng là một việc cầu phúc. Chân Mã, nhanh qua đi. Cẩn thận chút. Chú ý chỗ hổng. Chiến công, Châu Mã, chiến công. Chiến công vì cứu con. Chiến công. Chiến công. Ta tưởng là sẽ không còn gặp mi nữa. Cách tăng cánh hoa khép lại đang biến mất. Nếu thần thống lĩnh họ phá diện lại thế giới thượng cổ. Đây cũng lại là một bộ lạc. Xem đi. Châu Mã, bộ lạc thực vật thật đẹp. Nhưng tất cả mất 1000 năm đó.
Họ dẫn tất cả nơi đây đều liên tiếp mật thiết, đều có mối liên hệ cộng sinh giữa họ qua cỏ cây. Đừng nhìn các loại cây cỏ qua nhỏ, chúng đứng lên qua núi qua biển, đã tinh cầu này xây dựng nên mối liên hệ. Chim trên trời, thú dưới đất, cá dưới nước, tất cả vạn vật đều tồn tại tương hỗ trong một mạng lưới. Như một vạn năm trước, các vị thần tượng cũ cũng ra đi từ đây, xây dựng cho mình một bộ lạc. Đây chính là xung đột, là độc lập. Thảm họa bắt đầu, tàn sát tự nhiên, cuối cùng là tự diệt. Vì bản thân họ có biết không hả? Vạn vật đều có sinh mệnh. Không chỉ là con biết, ta biết, còn có trời biết, đất biết, bao gồm tinh linh cỏ cây đều biết, đều nghe thấy. Ta đã thủ hầu ở đây 100 năm nay rồi. Đêm nay sao bận? Ta quan sát hiện tượng sao đêm bao phủ mây đen khắp sao thiên đỉnh. Bao nhiêu phía Tây ngày xưa đã tranh đoạt hàng ngàn năm thiên nữ cách tan nhóc lại, đã trốn thoát từ núi huyết đa ma. Các người mau chóng xuống núi, đi thông báo cho các Bồ Tát phía Tây được biết, chuẩn bị phong ngự. Dân thưa trưởng lão, ta cũng sẽ lập tức trở về chùa Tây cách đi. Tình hình rất cấp bách, ta còn phải thông báo cho các bộ lạc. Xin cáo từ, đi cẩn thận. Một kiệt đại thúc, vào đây ngồi xuống, thay truyền thuyết nói trưởng lão dạy. Nếu thằng xuống lại dùng tay được, ông cũng vì chuyện này mà tới hả? Đúng vậy, cha có gì dặn vào con à? Là vấn đề gì xin cha thỉnh giáo. Tốt. Tập quân ba chúng ta và các dân tộc đa phổ các người nhiều lần tác chiến chung tay, chỉ cần chúng ta liên hợp lại. Nữ thần, có gì đáng sợ chứ? Nếu thần có sức mạnh thượng cổ vô cùng mạnh, có lẽ các bộ lạc đều sẽ bị diệt vong. Ta thấy chúng ta cần phải tranh tay quả này, tránh nuôi dân. Đúng rồi, ngươi làm trưởng một tộc, sao có thể nào nói lời nhu nhược như vậy?
Tộc ta chỉ có dũng sĩ chiến tử, không có dược phu nhát gan. Còn trốn thì tự ngươi đi trốn đi. Một kiệt đại thúc, lần này thì đến không phải là muốn thương lượng với thúc sao? Đừng kích động, nào ngồi xuống, từ từ nói. Anh ta có ngươi đắc phổ đâu? Đi tìm tiểu thần rồi. Chim hả? Tên cô biết lượng sức, suốt ngày ra ngoài gây chuyện. Đứng dậy. Răng của ta rụng rồi. Rụng một chiếc răng đáng gì chứ? Tự ngươi chưa rụng răng sao? Sao lại để kẻ khác làm rụng chứ? Chim, đã đâu không nhập, ngươi trở nên lợi hại rồi đó. Đến đây, ta sẽ cho ngươi rụng thêm vài cái răng nữa. Ừ, đến đây, chúng ta xem ai hơn nào. Xem ta đánh gãy mấy khúc xương của ngươi. Thôn của ta cháy rồi. Châu Mã, bên này. Chiến công, bảo vệ Châu Mã. Bảo cái chùa Tây Cách, chúng ta tập hợp ở đây. Đi thôi, nó không phải là chiến trường của chúng ta. Cha, 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 không, cha, cha, không. Oh!
Liễu U, kết thúc rồi, đi đi. Lên cho ta. Tháp Đan, tỉnh dậy đi. Ngươi có nghe thấy âm thanh kỳ lạ không? Tiếng gì vậy? Nói trước cho ngươi cẩn thận chút. Vậy làm sao? Phí lời, không có thể làm sao. Ta đang làm thế mà. Ta tự đi nào. Phải là chết rồi. Chúng ta chỉ biết phải có Tandala ở đây. Chúng ta muốn chết cũng không dễ. Tháp cát, thảm thiết kêu là không thể cứu người được. Phải học cách đối mặt nguy hiểm. Nó thì nói thế. Xem tôi hôm trước đối mặt tấn công đàn chim tới thôn ta, thế là dũng cảm lắm rồi. Nhưng ta chỉ nhìn thấy ngươi chạy thật nhanh, bốn con chim đều không đuổi kịp ngươi. Ta nói là với ngươi rồi mà, tốc độ của những con chim này rất nhanh. Chính vừa nãy có một thôn bị giết rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đến chùa Tây Cách, tìm ra chỉ dẫn của trưởng lão Trác Tây. Truyền thuyết rằng chùa này có một thần dụ, người mở nó ra sẽ có thể tìm ra phương pháp diệt điểu thần. Tháp Cát, người đang nói với ta không?
Chiến cống à? Chiến cống, ngươi ổn chứ? Giờ chỉ còn ta và Biên thôi. Ta rất nhớ A La A Mẫu. Dừng tay. Tiếng mũi. Xin lỗi, dọa quên rồi. Chiến cống. Tháp khác, cẩn thận chút. Ta vẫn nhau rằng là một con chim, có thể bỏ qua 10 quả trứng hỏng, cũng không thể giết một người tốt. Cho Tây trưởng lão đã nói với chúng ta như vậy. Lần này đi chùa Tây Cách, các người phải xin chỉ giáo của trưởng lão. Tiếng mũi, mở bộ lạc này không? Tôi là Tuyết Sứ Bộ Lạc. Mình muội sao? Nguy hiểm quá. Vì bà chim, ta dọn nội lạc ở Mân Ba. Chị à, chị vừa mới nói tới chùa Tây Cách, muội có thể đi cùng không? Được, đi thôi. Mình muội thực rất nguy hiểm. Muội tên gì? Muội tên Châu Mã. Châu Mã hả? Chú chó này rất thông minh. Xem cuốn sách này đi. Bên trong đều là các triết lý, bí mật, chân tướng. Hơn 1000 năm nay, rất nhiều người bất chấp sinh mệnh để bảo tồn đống sách này. Vì mỗi lần qua 100 năm, 1000 năm, sẽ có người muốn phá hủy nó. Biết không? Như là sách cấm, cấm thư. Bước tiếp theo là cấm nói, bước sau nữa là diệt khẩu. Ở đây, mỗi quyển tới đều đến không hề dễ. Trách thi tưởng lão, ta đành là ta biết rồi. Nếu thần tới rồi, đúng không? Đúng, nó đang đến. Sức mạnh của nếu thần là vô cùng lớn. Họ giống như là tường cao, dây quanh gì. Không được quên, có thể mặc sức mạnh cao nhất có thể. Hy vọng 1000 năm trước đồng dạng có hoạt động gây nên bởi điếu thần. Khi đó thôn Tây đã tuyệt vọng. Cuối cùng đã xuất hiện một thần linh thượng cổ, cách tang nữ thần. Nhưng theo nữ thần cách tang trong tiểu thuyết, chẳng phải là đã chết hay sao? Truyền thuyết hay lịch sử? Nhiều chữ quá. Lịch sử đã viết ở đây. Vừa nãy toàn thân chúng ta không cảm giác. Chân tướng phải đứng trên cao mới có thể thấy rõ. Lịch sử cần nhìn xa mới hiểu chân tướng. Các thần thượng cổ đã tạo nên thời đại văn minh. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì họ đã theo ma pháp, cuối cùng dẫn tới hậu quả diệt vong. Thời đại các học thượng cổ, các vị thần đã nhốt lại các ma pháp, tìm ra hai vị thần con nhân tính.
làm cho họ mãi mãi mang phong cách phục vụ bảo vệ họ. Vâng, nhưng có người đi vào cổ khách, hắn ta đã lừa vị thần có nhân tính. Tại cổ khách nhận được ma pháp thượng cổ mạnh mẽ, hắn chính là điểu thần. Sao chúng ta không dùng sức mạnh thượng cổ đối phó với hắn? Sức mạnh cổ xưa, đây chính là mục đích. Người tới chùa Tây Cách phải không? Ở chùa Tây Cách có một câu thần chú, đây mới là mục đích chân chính của chùa Tây Cách. Còn người các thời đại đều đã bị cuốn trôi, chết chìm trong trận ai năm tháng. Đời đời muốn bốc trần lịch sử phong trần, đi tìm những ẩn tích cổ xưa. Câu thần chú ở chùa Tây Cách đã có hơn ngàn năm. Đến nay, thảm họa đang tới dùng phía Tây. Chúng ta có thể cảm nhận được thần chú cũng đang đợi ngươi tới mở cửa giải mã. Ta đến đây. Sao không chút phản ứng gì vậy? Điểm cô nương, sao cô không đến thử? Ôi, cháu à, đi đi. Chân mã, con đến rồi. Con là... Ta ngửi thấy hơi của con, nghe thấy cầu thọ của con, cảm nhận thấy sự vô trợ của con. Chúng ta ở xa thế này mà cũng rất gần. Chân mã, cảm ơn con đưa hát cho dùng phía tay đầy của ta. Con là Cách Tăng Thiên Nữ, người có thể giúp chúng con không? Điểu thần lại tới rồi. Chúng con xin người hãy cứ giúp lần nữa. Tất cả bắt đầu ở cổ cách, cũng sẽ kết thúc ở cổ cách. Châu Mã, con đường đã phải trải ra trước mắt con. Con hả? Con có nhỏ bé yếu ớt, con sợ, con không làm được. Chỉ cần một đôi mắt cũng tìm thấy mây đen, nhưng để thấy ánh sáng phía sau, mây đen cần một tấm lòng tốt. Hãy mang theo trái tim và tiến lên. Châu Mã, con có thể làm được. Có nghe thấy gì không? Đừng hoảng hốt. Ở đây có một đường hầm, có thể bí mật rời khỏi Tây Cách. Rời khỏi đây ngay. Trưởng lão, con Châu Mã, số phận đã chọn con, hãy nhớ sứ mạng của mình. Ta đưa ra, xin cố sức bảo vệ cô bé. Trưởng lão yên tâm, tôi sẽ dùng tính mạng bảo vệ cô bé. Trưởng lão rất tiền đáng kính. Ta đi tìm người bạn thông thái mà cũng như đi tìm kẻ thù. Ta đến đến đây rồi. Phong ấn 1000 năm vẫn chưa thanh lọc linh hồn tội ác của ngươi. Toàn bộ thân vật đã nói về lời tiên tri ngàn năm ở đền Tây Cách. Ta xem coi nhé. Lời tiên tri đang đợi người đưa tin đến. Hôm nay người đưa tin đã đến. Khúc nhạc lúc nãy ngươi chơi rất hay. Ai sáng tác ra vậy? Thần âm nhạc ở thời cổ xưa, Beethoven. Ta nghiên cứu Phật pháp hơn một thế kỷ, đang đợi ngươi được định sẵn đến giải. Vẫn còn có chuyện khiến trưởng lão Trác Tây nghi vấn sao? Nói ta nghe xem, khi nào ta có thể giúp ngươi? Ở tộc Jebedis có một người phụ nữ bị tật lại có thai. Cô ta đã có 6 người con rồi. Ba đứa bị điếc
hai đứa mù và một đứa dở người. Người làng đang tranh cãi nhau, có nên để cho cô ta sinh đứa con thứ bảy không? Cần gì phải tranh cãi, giết luôn cả hai mẹ con đi. Người vừa giết người phụ nữ đó cũng chính là mẹ của Beethoven. Đừng cố áp đặt sở thích lên người khác. Vạn vật đã có định luật riêng. Dù ngươi đưa cái đôi cánh của chim, đó cũng là tai nạn với con cá. Không nhất định phải thắng tự nhiên. Không, ta phải thức tỉnh nền văn minh cổ xưa đang ngủ say, xây dựng một thế giới mới ở tay vật. Cho dù chịu khổ sở ngàn năm phong ấn, ta cũng không thay đổi ước mơ. Cho dù hơn 1000 năm nữa qua đi, con người sẽ ngưỡng mộ hào quang ta tạo ra. Vinh quang và danh dự vĩnh viễn thuộc về những người theo đuổi ước mơ vĩ đại. Trắc tay, ngươi đã hiểu lý tưởng của ta chưa? Đã hiểu sự đấu tranh của ta chưa? Đừng nhầm lẫn hy vọng và giấc mơ với nhau. Dục vọng là lòng tham vô đáy. Lý tưởng của ngươi, từ lịch sử các thần ngươi có thể thấy hậu quả. Lịch sử à? Lịch sử của các ngươi sẽ do ta giết. Ta cần đền văn minh cổ xưa. Vì đó ta sẽ đấu với loài người, kể cả thần linh. Ta chiến đấu với bất cứ ai chống đối ta. Chắc đây, ngươi chỉ làm ra vẻ thông thái. Ta xin để ngươi chết với tín ngưỡng của mình. Đánh trả đi, chắc đi. Hãy đấu với ta. Giết chóc là bản tính của ngươi. Nhẫn nhịn là nghĩa vụ của ta. Sao ta có thể từ bỏ cái thiện của mình vì cái ác của ngươi chứ? Chắc đi. Ngươi có thể nói nhẫn nhịn là một kiểu tham vọng, nến ngộ. Nhưng ta không giống ngươi. Nhẫn nhịn hả? Ta không làm được. Vì để thành công, ta có thể tàn nhẫn. Mukunka, anh về rồi. Thành kêu ra sao rồi? Đây là tuyến đường an toàn nhất ta vượt rồi. Tình xấu là dân tị nạn từ những tộc khác đang kéo đến. Ta nên thu xếp cho những người dân đó. Nhưng mà thành kêu ra đã quá tải rồi. Ta không giận thêm nữa. Không. Đối diện thiên điểm, đối diện một tai nạn, giải đối diện một tai quả. Biến họ là người dân tay vượt. Dù họ có ở đâu, kêu ra sẽ là hậu thuẫn vững chắc của họ. Phụ thân, Mukunka, con gặp trưởng lão Sahi chưa? Con đến muộn. Đệ sĩ đã bị thiên điểu phá quỷ rồi. Trưởng lão Sahi, hỡi đồng bào Tây Vực, toàn thể người dân yêu cầu bình của Tây Vực. Mời bộ tộc Tây Vực đã bị thiên điểu cứ phá. Kheo ra đang nói chuyện với các bạn. Đối diện với ma thuật cổ xưa đầy quyền năng, đối diện với thiên điểu muốn nô dịch quá các bạn, kheo ra là thành trì cuối cùng. Tương lai của Tây Vực cần sự dẫn dắt của kheo ra. Trong khi sự tồn vong của Kheo Ra cần các bạn hỗ trợ. Mỗi chúng ta cũng như một giọt nước, gió có thể thổi khô chúng ta, đất có thể rút cạn chúng ta, và mặt trời có thể làm ta bốc hơi. Nếu chúng ta muốn sống, chúng ta chỉ có thể cùng nhau tạo thành biển, cuốn trôi đội quân xâm lăng của điểu tộc. Hãy để thiên điểu nghe tiếng thét dần dần chúng ta. Hỡi đồng bào, hãy cùng chung tay sát cánh, chiến đấu vì quê hương, chiến đấu vì tổ tiên, chiến đấu vì danh dự.
chiến đấu vì danh dự. Cẩn thận. Cảm ơn anh. Ông chẳng phải họa sĩ của tộc Balas sao? Cô đừng trẻ nhảy múa đâu rồi. Ở tộc Mang Rợ, chúng tôi bị tách nhau ra. Tộc Mang Rợ, mọi người đang dồn về kia ra. Tôi hy vọng có thể tìm ra tung tích của ấy ở kia ra. Nhưng giờ tôi đã buồn rồi. Ông lão, tôi là Dev. Tôi sẽ giúp ông. Cảm ơn chàng thanh niên. Cảm ơn đã giúp một ông lão mù. Đối diện tai nạn, chúng ta nên giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có cách này ta mới đánh bại thiên điểu. Đó là cách duy nhất để về nhà. Nói hay lắm, chàng thanh niên. Anh nhất định sẽ không chiến đấu một mình. Sao vậy chiến binh? Chiến binh, Châu Mã. Chiến binh, là chiến binh. Chiến binh, Châu Mã đâu? Châu Mã đâu? Châu Mã. Châu Mã. À là A Mẫu. Châu Mã. Châu Mã, có thật là con không? À là A Mẫu. Con tưởng không bao giờ gặp lại ông nữa chứ. À là A Mẫu, đôi mắt của ông. Đôi mắt ông sẽ ra chuyện gì vậy? Không sao đâu. Không sao cả. Dù mắt ta đã mù, nhưng trái tim ta vẫn cảm thấy hơi ấm của con. Anh là A Mẫu. Hôm nay Tây Dực đã đối mặt với một thảm họa chưa từng có. Nhiều bộ tộc đã bị quân đội điểu tộc tiêu diệt. Kế hoạch của tộc Sebler là gì? Tộc Deppler đã tẩu thoát rồi. Họ trốn trong các dãy núi. Còn sống vẫn tốt hơn là bị quân đội điểu tộc giết. Đúng vậy, tất cả là chuyện sinh tồn. Ngày mà quân đội điểu tộc tấn công tộc Mang Sợ, người đi đánh ngất tôi, để tôi đi và cứu mạng tôi. Nhưng mà chúng tôi trở về nơi bộ tộc đang lẩn trốn, thì phát hiện các bộ tộc đã bị quân đội điểu tộc tàn sát. Thi thể của họ bị phong ấn, và linh hồn họ bị nguyền rủa, không thể siêu thoát. Điều gì lòng đầy hối hận như sự hèn nhát của mình. Anh sai rồi. Vì linh hồn bộ tộc chúng ta giờ đang khổ sở vì lời nguyền. Anh phải giải thoát cho họ. Đó là trách nhiệm của anh. Dạ, hãy báo thù cho anh. Báo thù cho bộ tộc chúng ta. Để cứu linh hồn người trong tộc. Anh ấy đã hy sinh tính mạng mình, hóa giải lời nguyền. Anh à, chạy trốn không thể thoát được kết cục nguyên thảm. Nắm trong tay quyền lực cổ xưa, thiên điểu gần như vô địch. Kể cả mọi bộ tộc Tây Dực hợp lực lại, tôi e cũng không địch nổi. Dù khó khăn thế nào, kể cả chỉ còn là mình tôi cũng báo thù cho bộ tộc Tây Dực. Trưởng lão Sahi đều sách nói rằng chúng ta vẫn còn hy vọng. Đúng. Châu Mã đã mở ra đời tiên tri. Cô xếp, nữ thần Kesan đã chỉ chúng tôi đến một nơi có thể đánh bại thiên điểu. Thật sao? Nơi nào vậy? Người đã gọi là Kyukyu. Kyukyu là thánh tích của các thần linh cổ xưa. Nó cũng là nguồn quyền lực của thiên điểu. Nhất định là có cách tiêu diệt hắn. Nhưng tôi nghe nói, đó là địa ngục trần gian. Địa ngục hả? Đừng đi đến đó. Mãi ở lại, canh gác lâu đài. Không, em không sợ, em sẽ đi. Trưởng lão Say đã từng nói, định mệnh đã chọn em. Em phải đến đền Kuga để giết thiên điểu. Để giết thiên điểu, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì. Tôi thà chiến đấu hết mình còn hơn ngồi đây chờ chết. Tôi sẽ bảo vệ em, chắc mã. Đúng, chúng ta đi. Dù có phải chết, cũng không được từ bỏ hy vọng cuối cùng. Tôi cũng sẽ bảo vệ em, cháu Mã. Cho tôi đi với, tôi đi nữa. Nữ thần Cao San Đinh Thiên, tạ ơn người đã dẫn dắt chúng con. Mong cho lòng tử tế bao dung của người nuôi dưỡng mặt đất, loại trừ thế giới của sương mù và ban đến ánh sáng.
Những con người can đảm, những con người can đảm đến trước này tập hợp tại đây, cùng đến nguy cơ nguy hiểm. Chúng con cầu xin sự chúc phúc của người, hãy giúp cho chúng con luôn giữ vững niềm tin, giúp cho chúng con luôn dũng cảm, giúp cho chúng con tìm thấy sự cứu rỗi ở tay Dựng. Đó là hy vọng của ta, trở về cứu kinh để thế giới cổ xưa tái hiện. Đoạt lấy nó, hòn đá phát sáng ấy. Không, như đang ngủ sắc, có lòng nhân đạo của cao sang, chúng ta không thể nào đến gần nó. Hãy chờ đến khi nó loại bỏ mọi hiểm nguy, nhân loại sẽ biến mất, và lúc đó nó sẽ trở thành ngọn đèn soi rọi lối đi đúng cho ta. Guter, hãy đi thực hiện giấc mơ của chúng ta, hủy diệt những bộ tộc thấp kém hơn và đồng hóa tất cả người phàm còn sót lại, ví dụ như bọn vô gia cư tộc mang sợ. Người sẽ đến thăm Kera, chờ đón sự viếng thăm nơi đó của ta. Không đúng, chờ đón sự viếng thăm của thần linh. Ta đang trở thành một trong số các người. Ở Kuga, ta sẽ đoạt được toàn bộ ma thuật cổ xưa của các người. Ta sẽ mạnh hơn cả các người. Tuy nhiên, ta phải đối diện với thần nhân đạo. Chính lòng nhân đạo đã ngăn ta trở thành thần. Tại sao một vị thần phải để lòng nhân đạo làm ô uế mình chứ? Tại sao? Tại sao? Hãy cho ta biết lý do tại sao. Được rồi. Tại sao hả? Ngươi là ai? Ta chính là kẻ ngươi gọi là ma thuật cổ xưa. Ta là sinh vật lâu đời nhất trong vũ trụ. Ta ngủ trong tâm trí của rất nhiều sinh vật, chỉ chờ được thức tỉnh. 10.000 năm trước, một đêm ở châu Phi, ta đã cho nhân loại học cách dùng lửa. Từ đó, nhân loại trở thành những bầy trôi trung thành của ta. Nhân loại cần ánh sáng, ta để chúng thành thạo cách dùng điện. Nhân loại bước đi quá chậm chạp, ta để chúng khám phá bí mật của việc bay lượn trên trời. Nhân loại có mỏng manh, ta để ngã đầu tóc rối bù tìm ra năng lượng vô hạn. Hết lần này đến lần khác, nhân loại đã đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chúng đã trở thành thần linh, chúng chưa từng làm ta thất vọng. Cho đến 10.000 năm trước, chúng dám phong ấn ta. Chúng bỏ mặt ta ở đây. Người nói đúng. Tại sao một vị thần phải để lòng nhân đạo làm ô uế mình? Giờ 10.000 năm sau, ta cho người quyền chọn lựa. Đến kêu kêu, giải phóng cho ta khỏi sự giam hãm của nhân loại, để ma thuật trở lại với hành tinh này. Ta sẽ giúp ngươi trở thành vị thần vĩ đại nhất. Jeff, anh dậy rồi. Sandora, con đường phía trước đã bị một con trăn Nam Mỹ chắn ngang, ta không qua được. Đúng vậy, chúng tôi sẽ bỏ mạng nếu như không chạy thật nhanh. Thời gian không nhiều, chúng ta phải tìm cách càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ đi dụ con trăn, còn mọi người tìm cách vượt qua. Không được, nguy hiểm lắm. Đất rừng rộng lớn, chúng ta chưa ra mà tìm. Nhất định có đường khác đến Kêu Kêu.
Để ta tiễn các người xuống địa ngục. Vẫn còn muốn đến Cư Gơ hả? Đừng, chúng tôi đến Cư Gơ để tiêu diệt thiên điểu. Chúng tôi sẽ không cướp ma thuật của sư công. Lũ con người tham lam ích kỷ và dối trá các ngươi, làm sao tôi tin nổi các ngươi? Chân bả, ghi lại. Tại sao lại có cảm giác ấy? Tên tôi là Trang Mã. Tên chúng tôi đi. Hãy tên chúng tôi đi. Ta đã bị phản bội một lần. 1000 năm trước ta đã tin tưởng điều cách La Bông. Kết quả là hắn trộm ma thuật cổ xưa. Ta đã bị phạt một rửa ở đây. Làm sao có thể tin ngươi lần nữa? Ông chắc là Sugilus đúng không? Ông không tin tôi, nhưng có thể tin nàng ấy. Sugilus, Cao San, giúp cô bé đi. Chàng còn nhớ không? Chúng ta được giao phó canh giữ bí mật cổ xưa. Chỉ có chúng ta cảm nhận tình yêu trong số các thần linh cổ xưa. Vì tình yêu mà ta phạm sai lầm, nhưng lại nhờ tình yêu chúng ta lấp đầy khoảng không, có đúng không? Hãy tin họ, hãy tin Châu Mã đi. Cao San, Cao San, sao nàng đã ở đây? Chẳng phải nàng phải ở thiên đàng sao? Sao nàng lại đến địa ngục này, như đất rừng chứ? Tôi đã thấy nàng ấy. Nàng ấy ở Tây Dược suốt. Nàng ấy theo chúng tôi đến đây vì chúng tôi cần ông giúp đỡ. Tôi tin là quan trọng hơn hết, nàng ấy muốn ở bên ông. Giờ mới đâu, với nàng ấy đó là thiên đường. Nơi này từng là một đế quốc thịnh vượng. Thời đại ma thuật được ủng hộ, mọi thứ đều phát triển. Nhưng cuối cùng mọi thứ tan quang, trở nên giống như bây giờ. Zucalis, ông lại đưa con người đến đây lần nữa. Lần trước giúp nhân loại, chúng tôi đã bị trừng phạt. Tất cả chúng tôi vĩnh viễn bị biến thành tượng. Còn Cao San, điều cách Labu đã phá bỏ phong ấn của Cao San. Thế giới cổ xưa đã tái hiện ở Tây Dực. Lần này họ không thể nào ngăn chặn tai nạn. Chúng ta có thể giúp họ một tay. Bản chất con người khiến ông phản ứng thái quá hả? Ông quên rồi sao? Tại sao chúng ta bị giam cầm ở bệ thờ? Chocolis, bỏ đi. Chúng ta trả giá quá đủ rồi. 10000 năm đã qua, chúng ta đã bảo vệ hành tinh này khỏi bị ma thuật cổ xưa làm nhiễm bẩn. Nếu không, nó sẽ quyến vào thế giới lần nữa. Tất cả bắt đầu từ Kyu Kyu và sẽ kết thúc tại Kyu Kyu. Kyu Kyu, đừng làm gì. Kyu Kyu à? Đúng. Kyu Kyu. Chúng ta có thể giúp họ, nhưng họ chấp nhận gọt sạch ma quỷ. Chúng ta không thể nào chịu đựng được sự thối nát thêm nữa.
Nếu mà quyển trong tâm các bạn có thể được cầu sạch, chúng ta sẽ gặp ở QQ. Vàng, nhiều vàng quá. Nhiều vàng quá, mình giàu to rồi. Jerry, lại đi. Anh à, lại đi. Đến đây với anh, cùng tộc chúng ta. Anh là A Mẫu. Sao đâu ra? Đang có chuyện gì vậy? Đừng đến đó. Không được đến đó. Mọi người tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Quay lại. Còn cá to à? Ta đang những bạn hữu kêu ra của chúng ta, khách của các người đến rồi. Sao còn chưa mở cổng hành lên tiếp? Hắn muốn làm gì vậy? Ta Dương Hành ngàn dặm xa xôi đến, đây là cách đón tiếp khách diễn phương của các người sao? Đi, có nghe ta nói không? Vì hắn không đến một mình đâu. Một con sói què luôn được một bầy sói theo sao? Không nghe sao? Vậy bọn ta không mời mà đến. Ta em là nếu ta đến, cái thành nhỏ bé kêu ra của các ngươi chứ không nổi. Ta biết lũ sói luôn đi theo bầy. Đến đi.
thì cứ đứng bao nhiêu cũng không có đường về đâu. Muốn vào cổng kêu ra, các người chưa đủ sức đâu. Vì chúng ta không được chào đón, và chúng ta sẽ bò vào. Hãy bay vào kêu ra. Chiến đấu. Chạy nhanh đi. Sao vậy cho mã? Lối này. Mau lên. Cẩn thận, a la a mẫu. Chiến binh. Châu mã. Ta gì? Sao được ra? Châu mã đây rồi. Ta gì? Có chừng. Châu mã lui lại. Ta gì làm sao vậy? Chơi mã, anh là mẫu mọi người không sao chứ? Sao đưa ra? Có thấy Tây Đan không? Anh ấy đi đâu mất rồi? Tây Đan bị bức tường quỷ nước mất rồi. Ta gì? Đi thôi. Tao xin.
Sandora, sức mạnh là kẻ thù lớn nhất của tai nạn, thời điểm khó khăn nhất, có lẽ là lúc đang gần với thành công nhất. Sandora, Tari và Tadan là những chiến binh từng tay giật, vậy là đồng minh thân cận nhất của ta. Đừng nhắc nữa, hành trình sinh mệnh cũng có kết thúc, chỉ là nó đến sớm thôi. Cuộc chia ly này của chúng tôi là gì, lần tái ngộ sao? Nếu chúng ta tiêu diệt thiên điểu, chúng tôi sẽ đoàn tụ trên thiên đàng. Nếu thua, chúng tôi sẽ xuống địa ngục. Kể cả khi ngươi không chỉ ra, ta vẫn bước vào. Ta đã mở cổng trời. Ma thuật cổ xưa đã khiến chúng ta mạnh hơn các ngươi. Chàng phát thành kêu ra kêu gọi ứng cứu tứ phương sao? Chuyện gì của các ngươi đâu? Các ngươi có chuyện gì không hả? Ai bảo là không có chứ? Mọi người ra đi. Chủ thành kêu ra nói, mỗi giọt nước hợp lại thành cả dương, không bao giờ khô cạn. Sao chúng ta bỏ lỡ được chứ? Thêm một lũ đến để chết. Giết hết chúng đi. Người có ma thuật cổ xưa, chúng ta có hạt giống của quyền năng nguyên thủy. Phòng thủ cẩn thận. Tiểu Yêu Tinh, theo tôi đi. Tiểu Yêu Tinh, đừng tỏ ra can đảm. Đừng lo, mấy tảng đá này để trang trí thôi. Tiểu Yên Tinh, anh giỏi lắm. Chúng ta hãy tống người tướng quân về chỗ của chúng. Kháng cự vô ích. Để tôi xử lý bọn to xác ấy. Phía trước không còn đường nữa. Chúng ta đã đến nơi tận cùng của cách cổ rồi. Hãy mau tìm kiếm hy vọng trưởng lão Sahi đã nhắc đến. Tiết phổ, ừ.
Sao đưa ra? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Bà không có ác ý. Nghĩ làm gì? Sao đưa ra? Bạn của ngươi không sao. Ta chỉ khiến cô ta im lặng trong chốc lát. Nhưng ngươi phải dỗ dành con chó của mình. Nếu không, ta không phiền có thêm một bức tượng ở đây đâu. Tiểu cô nương, suốt chặng đường cô rất thông minh. Đừng nói cách cổ đưa chúng ta đến nơi này. Nhìn đi, đây là chìa khóa duy nhất của nền văn minh cổ xưa, và nó nằm trong tay cô. Lại đây, cùng nhau chúng ta có thể dụ thế giới cổ xưa ra. Hãy để Kêu Gương tái hiện ở Tây Dực. Ta sẽ không bao giờ giúp một con quỷ. Ta tin Tây Dực sẽ chiến đấu với ngươi đến cùng. Giết hắn. Vương ca, đứt phổ đi, lại đứt phổ đi. Vương ca, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, Vương ca. Giết hắn đi, giết hắn đi. Máu của tộc đã phổ phát triển dưới chất của nhân loại. Tiểu cô nương, phi phục viên đá ngũ sắc đi. Cùng gia chúng ta sẽ gọi người khổng đồ cổ xưa. Người còn thấy sao? Chúng đang bỏ mạng từng tên một. Người gầy chúng kêu thét. Người sẵn lòng nghe sao? Hãy cùng chấm dứt cuộc tàn sát điên rồ này. Chân mã, đừng nghe lời hắn. Đã già quý việc này.
Đừng chần chừ nữa, tiểu cô nương, đưa ra lựa chọn đi. Đi làm hại, đi làm hại Ala mẫu, đặt viên đá vào bên trong đi. Tốt lắm tiểu cô nương, không có khăn gì cả đúng không? Sao kéo ta phải tỏ ra độc ác giả mang vậy? Toàn bộ thần linh từ thời đại cổ xưa, xin hãy nghe lời khẩn cầu của ta, xin hãy mang trở lại ở thế giới cổ xưa Ala mẫu. Hãy để Tech City bao trùm toàn bộ bầu trời thành Kheo ra, để người dân ngu muội của đó ngưỡng mộ nền văn minh cổ xưa quy hoàng, bắn chúng cuối mình trước nền văn minh cổ xưa. Người dân cổ xưa không có cùng sở thích với chúng ta. Coi chừng, hãy chứng kiến quyền năng bậc ba nguyên thủy trước ma thuật cổ xưa, nó đầy những nhược điểm. Hãy để kèo ra trở thành nguồn gốc phục hồi nền văn minh cổ xưa. Điểm thần, xin hãy nhắm mắt lại, hãy loại bỏ lòng nhân đạo của mình, hãy truyền cho ta những quyền năng cổ xưa. Là ông chiêu kết lực tư, ta sẽ can trị tây vực, ta sẽ bảo vệ cách cổ, ta sẽ thống trị tất cả. Chân mã, chỉ cần một đôi mắt cũng tìm thấy mây đen. Vì để thấy mây đen phía sau ánh sáng, cô cần một tấm lòng tốt. Ugalabu!
Du khách lực ưng, ta muốn tái sinh nền nhân minh cổ xưa. Hãy để thời đại con tái hiện trên thế giới này. Các ngươi bằng lại là thế giới của ma quỷ. Hai đầu của ngươi chỉ lặp lại tai ương 10.000 năm trước. Trên sinh tiền đã xảy đến với ta dựng. Ông không thể nào cản được tham vọng với đại nhất của ta thành hiện thực. Tham vọng hả? Chỉ là điều trái tim ngươi khao khát. Ta có quyền năng của thần linh rồi. Giờ ta là thần linh rồi. Trong mắt ta, ông chỉ là người phàm. Chú Cách Lợi Tư là một thần linh cổ xưa, tại sao ông lại giúp những con người ngu dốt này? Chỉ vì còn sót lại chút lòng nhân đạo. Chính ngươi đã đánh thức lòng nhân đạo của vị thần này, khiến ông ta trở thành người phàm. Giờ ta cho ngươi thấy số phận của vị thần này. Chính vị thần này, ta và ngươi khi xưa đã tôn thờ. Nhưng mà ta muốn cho các ngươi biết, chúng ta đều đã bị lừa. Thực ra cũng như chúng ta, chỉ là ma thuật biến đổi chúng thành những vị thần quyền năng. Hãy nhìn những gì ma thuật này mang lại cho chúng ta. Nó khiến chúng ta cảm thấy ở bên nhau, dù thực ra cách xa ngàn dặm. Ma thuật cổ xưa đầy quyền năng sẽ cho phép trái đất mọc lên vô số quả ngọt. Chúng ta vĩnh viễn không phải chịu bệnh tật và đói rét. Chúng ta sẽ không phải bận tâm đến mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức. Nhưng tại sao chúng ta không thể sở hữu ma thuật? Chỉ vì hắn. Đây là cái gọi là nếu thần. Hắn dùng lòng nhân đạo làm cái cớ để phong ấn ma thuật. Hắn ngăn chúng ta lại tận hưởng tài nguyên của hành tinh. Hắn để chúng ta sống trong thế giới nguyên thủy tới 10.000 năm. Bây giờ ta sẽ đuổi những tên thần mạo danh ra khỏi đền thờ. Chúng ta muốn giải phóng ma thuật đã từng thuộc về chúng, nhưng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Cuối cùng chúng ta muốn giải phóng ma thuật để tái thiết Tây Vực, một Tây Vực phát triển của ma thuật. Mọi người hãy tiêu diệt tên khổng lồ, hãy phá vỡ những xiềng xích, chào đón nền văn minh cổ xưa. Nhìn đi, không có ma thuật cổ xưa, hắn chỉ là một người phạm yếu ớt. Đừng hại ông ấy mà. Xin các người Châu Mã, chúng là ác quỷ, sao có thể cầu xin quỷ rủ lòng nhân từ chứ? Giấy máu và sinh lực của ta, ta sẽ trở về kết cổ và thức tỉnh các bạn. Hãy cản cô lại đi. Châu Mã, chịu cách lực tư, dậy lên đi, mang theo viên đá ngũ sắc và đến đó đi. Giải phóng mọi quyền năng cổ xưa để giết điểu thần và để nền chân binh cổ xưa vĩnh viễn là huyền thoại. Thần linh chiêu cách lực tư, ngươi làm gì vậy? Con người, đánh thức trái tim và tiến lên trước. Châu Mã, con đường đã trải ra trước mắt em. Ta là chủ nhân của viên đá ngũ sắc. Khốn kiếp, sao tôi sao?
Chân mã, ta không giết ngươi, ngươi sẽ chứng kiến lịch sử huy hoàng và thành tâm ca ngợi ta. Người dân Đan Phủ, tôi sẽ báo thù cho mọi người. Đây là lịch sử của ta, lịch sử giấy đầy những máu. Thân Đô La, Thiết Phủ, hãy tới ngủ thiên đàng nhé. Cảnh quan cấp tăng. Đó không phải là lịch sử của ta. Châu Mã, Châu Mã, Châu Mã, có phải con không? Châu Mã, con nói gì đi. Châu Mã, Châu Mã, Châu Mã, Quan cách ta, chúng ta thắng rồi sao? Nếu thần cách ta, chính nếu thần cách ta cứu chúng ta. Nhân kia, thành chủng.